ý nghĩa hai bức câu đối trên cổng làng của bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Và đoàn người đang rước từ trên kinh thành đi về đây với một anh lính sẽ cầm chiếc cờ dương lên. Và trên cây cờ này thì có cái dòng chữ là Nhất Giáp Tiến Sĩ đang tiến về cổng làng. Và trên cái cổng làng này thì có hai đôi câu đối ở trên cái cặp đồng trụ này. Thì hai cặp câu đối này có ý nghĩa như sau. Cặp câu đối ở trên đồng trụ to ngoài cùng và đọc từ trái sang phải sẽ như sau: Tín tuệ lạc hồng khai tự mẫu, tâm linh siêu việt phóng càn khôn. Có nghĩa là trí tuệ của dòng máu lạc hồng được khai mở nhờ mẹ Âu Cơ đã sinh thành trăm con, và tâm linh của dòng máu Việt tỏa đi khắp càn khôn, khắp trời đất, khắp dọc ngang, không còn chỗ nào không hiện hữu để được trí tuệ con dân Việt lan tỏa tới. Và xin giải đáp thêm là sở dĩ gọi là cặp đồng trụ to ở ngoài, và nó sẽ mang ý nghĩa là ở đây có hai cái cặp trụ rất là lớn cùng đứng song song, cân bằng với nhau, chứ không phải nói đến yếu tố đây là cặp trụ được làm bằng đồng. Cặp câu đối ở trên đồng trụ nhỏ ở bên trong sẽ được đọc từ phải sang trái như sau: Nhân nghĩa ân tân tâm đức trọng, hương thôn bách tính tạo anh hùng. Có nghĩa là nhân nghĩa công ơn luôn khắc ghi trong tâm, không bao giờ quên đi nguồn cội, và trăm họ trong làng đã tạo nên biết bao nhiêu anh hùng để tỏa đi muôn nơi giúp ích cho đời.